còn để giây phút chia vĩnh biệt cuối cùng. Toàn thể cảm ơn lúc này cha ơi, đã một năm nay cha lắm bệnh, hết việc gần lại cho đêm biển xa, để chúng con chạy chữa cho cha bao ngày, để chúng con chỉ mong mong sao cho bệnh tình để cho cha trên đời, cho cháu con được gầy trong những cha ơi, lạy lưng không bệnh hiểm nghèo, để chúng con biết lấy ai được gầy nhờ. Cha ơi, lúc cha ôm cha đau, để anh em chúng chú con cũng chảy ngược chảy xuôi. Con chảy chữa cho cha chỉ cha ơi, con chỉ mong rằng cha nạn khỏi tay qua, cha ơi để cho các con được gầy trong cha nhiều, cha ơi từ lòng chúng con phát hiện bệnh tình của cha là bệnh nghiêm nghèo, mà chúng con nghỉ như dùng rời chân tay, cha ơi cũng nghĩ mong sớm con cầu nguyện cho được gặp thầy cha gặp lúc, để cứu được cha về cho thỏa ước mong. Nhưng cha ơi, con mong mỏi bao nhiêu thì lấy thất vọng bấy nhiêu, cho đến đêm con nhỏ thì nào có giúp gì được cho cha đâu, cha hiền ơi lúc con lớn lên thì tuổi cha đã cao mất rồi. Mời lễ của cháu Tuấn tổ mạ cơ khí 59, bạn của con trai cả về viếng, xin được kính mời. Ngày hôm nay
cho chúng tôi đi thờ cho bỏ chúng tôi. Trời cao biển sâu cũng không bao giờ xanh được. Công lao mẹ cha bao nước mắt mồ hôi đã nuôi con khôn lớn nên nở người. Sống mãi trên đời người.
sinh ra. Ngày ngày bao mồ hôi vất vả trên đời này, ơi ơi trời con đã biết đi. Thank you.
cha